Ôi Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây, ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Tên gọi Đông Đô thì hùng thiêng rồi, vậy còn tên gọi Đông Quan thì sao? Nó có lịch sử như thế nào? Và đâu là một sự kiện lịch sử gắn liền với tên gọi Đông Quan này? Phải khẳng định tên gọi Đông Quan là do quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị đô hộ nước Việt chúng ta. Gọi kinh đô của nước ta chỉ là Đông Quan, có nghĩa là cánh cửa ở phía đông của chúng, nghĩa là ta cũng chỉ là một phần lãnh thổ của chúng. Cụ thể, khi quân Minh đánh bại cha con Hồ Quý Ly đã đóng đô ở thành Đông Đô và đổi tên thành Đông Quan. Như vậy, gốc gác đầu tiên cũng phải xuất phát từ Đông Đô. Đông Đô có nghĩa là kinh đô ở phía đông, vì trước đó nhà Hồ đã rời đô về Thanh Hóa, đặt Thanh Hóa làm Tây Đô, còn Thăng Long làm Đông Đô. Tình cảnh lúc bấy giờ, trước những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, cùng sự chống đối quyết liệt của quý tộc nhà Trần và hiểm họa ngoại xâm đang đến gần, Hồ Quý Ly từ trước khi lên ngôi đã có ý định rời đô khỏi đất Thăng Long. Ông đã cho xây dựng một đô thành mới ở An Tôn, nay thuộc Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Sau 3 tháng công việc hoàn thành, Hồ Quý Ly đã đưa vua Trần Thuận Tông về đây và đóng đô. Đô thành mới gọi là Tây Đô và chúng ta vẫn quen gọi là thành nhà Hồ, trở thành kinh đô của nước Đại Việt trong những năm cuối triều nhà Trần và thời nhà Hồ. Còn Thăng Long, nơi có núi Tản Viên, có sông Lô, sông Nhị, núi cao, sông sâu, đất bằng phẳng rộng, từ xưa các bậc đế vương mở nền dựng nước, không đời nào không lấy đất ấy làm nơi sâu gốc, bền rễ, được gọi là Đông Đô. Và sau này nhà Minh gọi là Đông Quan. Từ chữ đô đổi thành chữ quan, tuy chỉ là một chữ thôi, nhưng nó cho thấy một ý đồ rất sâu xa của nhà Minh. Và như vậy là lần đầu tiên sau 400 năm, Thăng Long không còn là kinh đô của quốc gia Đại Việt nữa. Gắn liền với tên gọi Đông Quan cũ là một sự kiện lịch sử, đó là Hội Thề Đông Quan. Hội thề này là một cột mốc cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Hội thề diễn ra vào năm 1427 giữa thủ lĩnh của nghĩa quân Lam Sơn là Lê Lợi và chủ tướng của quân Minh là Vương Thông. Hai bên đã lập lời thề rằng sau sự kiện này, bên quân Minh do Vương Thông làm chủ tướng phải lập tức dẫn quân về nước, còn nghĩa quân Lam Sơn không được hãm hại quân Minh. Và đúng là sau sự kiện này, cả bên đều làm theo đúng lời thề. Nước Đại Việt đã lập lại hòa bình sau 20 năm bị quân Minh đô hộ. Lê Lợi chúng ta đều biết, vậy còn Vương Thông là ai? Vương Thông là một tướng của nhà Minh và từng là tổng binh quân Minh tại nước ta. Vương Thông sinh ra trong một gia đình võ quan. Cha của Vương Thông cũng làm quan. Gia đình này nhận được sự tín nhiệm cao và Vương Thông từng được giao cai quản công việc xây dựng Trường Lăng, tức là lăng mộ của Minh Thành Tổ. Năm 1426, khi tổng binh của nhà Minh tại nước ta là Lý Bân chết, Vương Thông được phong làm tổng binh mới để chỉ huy quân đội nhà Minh. Vương Thông đã mang 5 vạn quân sang, hợp với số quân Minh sẵn có tại nước ta thành 10 vạn quân, rồi chia thành 3 đạo đi đánh nghĩa quân Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi chỉ huy, nhưng thất bại. Sau thì quân Minh phải gộp 3 đạo thành 1 đạo. Tháng 10 năm 1426, Vương Thông bị đánh bại ở trận Tốt Động Trúc Động nổi tiếng, phải rút vào thành Đông Quan để cố thủ. Vương Thông thế cùng lực kiệt, muốn hòa, sau này lại thay đổi ý định, muốn đào hào đắp lũy, gọi thêm viện binh. Thế là năm 1427, vua nhà Minh đã sai Liễu Thăng đem 10 vạn quân, Mộc Thạch đem 5 vạn quân chia làm 2 đường để cứu viện cho Vương Thông. Cánh quân Liễu Thăng bị đánh bại, Mộc Thạch sợ hãi phải bỏ chạy. Vương Thông thế cùng phải mang thư đến nghĩa quân Lam Sơn xin cầu hòa. Vậy là tổng binh Vương Thông và nội quan Sơn Thọ nhà Minh đã sai viên Thiên Hộ họ Hạ mang thư đến giảng hòa xin mở đường cho về. Lê Lợi chấp nhận và gửi tặng thổ sản cũng như hải sản. Thực ra lúc bấy giờ, Vương Thông đã bị vây giết trong thành nên phải xin hòa cũng chẳng còn cách khác, nên muối mặt và để đỡ mất thể diện với nói rằng nếu Lê Lợi lập con cháu nhà Trần thì sẽ bãi binh về nước. Lê Lợi hứa làm theo. Hai bên đã định ngày Vương Thông về nước thì các thuộc cấp của Vương Thông lại kể chuyện Ô Mã Nhi ngày xưa bị diệt để can. Vương Thông sợ mới phái người về nước dâng thư xin vua Minh cử thêm viện binh sang. Lê Lợi bắt được kẻ đưa thư, bèn bỏ hòa ước và đánh tiếp. Lúc bấy giờ Vương Thông xin giảng hòa nhưng vẫn do dự chưa quyết, đem hết quân trong thành ra đánh. Nghĩa quân Lam Sơn đặt phục binh rồi vờ thua chạy. Quân Minh đuổi theo thì bị phục binh đánh tan. Vương Thông ngã ngựa suýt bị bắt. Nghĩa quân tiến quân đến cửa Nam Thành đắp bờ lũy chống giữ. Lê Lợi thân đốc các tướng đem quân đắp lũy từ phường Yên Hoa thẳng tới cửa Bắc của thành Đông Quan. Quân Minh chỉ dám ở trong thành mà không dám ra. Hiểu một cách đơn giản, Vương Thông không chỉ giảng hòa một lần
mà là nhiều lần sau những lần Vương Thông thay đổi ý định. Nhận thấy tình cảnh của Vương Thông như vậy, các tướng của nghĩa quân Lam Sơn xin cho đánh gấp, diệt cho bằng hết. Lê Lợi mới đáp rằng: việc dùng binh lấy sự toàn quân là hơn cả, nay hãy cho lũ Vương Thông về nói với vua Minh trả lại đất cho nước ta. Không còn trở lại xâm lấn thì ta còn cầu gì hơn nữa, hà tất phải diệt hết để kết mối thù với nước lớn. Rồi Lê Lợi cho hòa giải, lệnh cho tu sửa đường xá để quân Minh về nước. Sai Nguyễn Trãi soạn tờ biểu, lấy lời Trần Cảo là dòng dõi vua Trần xin được làm vua. Đó chính là cách Lê Lợi tìm lý do chính đáng cho việc giảng hòa của Vương Thông. Và thế là hội thề Đông Quan đã diễn ra. Hội thề Đông Quan diễn ra như thế nào? Tháng 12 năm 1427, Lê Lợi cùng các lãnh đạo phong trào Lam Sơn, Vương Thông cùng quan tướng nhà Minh đã lập hội thề. Vương Thông hẹn rằng đến ngày 12 tháng 12 thì đem quân về nước và sai người đem tờ trình xin trả lại đất đai cho nghĩa quân. Lê Lợi sai giải vây thành Đông Quan, kéo quân lui về, lại sai cho giải vây ba thành nữa là Tây Đô, Cổ Lộng và Chí Linh. Truyền cho nghĩa quân hộ tống các tướng trong ba thành trên dẫn quân về thành Đông Quan để cùng nhau mà hội tụ về Trung Quốc. Các tướng sĩ, người dân căm tức sự tàn ngược của quân Minh nên một lần nữa khuyên Lê Lợi nên diệt giặc đi. Lê Lợi mới đáp rằng: nếu cốt để hà nỗi căm giận trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là diệt kẻ đã hàng, thì chi bằng tha mạng sống cho ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho đời sau, sử sanh ghi chép tiếng thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao. Thế là tháng 12 năm ấy, Lê Lợi ra lệnh cánh đường thủy cấp cho 5 chiếc thuyền, cho Phương Chính, Mã Kỳ lãnh nhận, đường bộ cấp lương thảo cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc lãnh nhận. Còn hơn 2 vạn người bị bắt hoặc đầu hàng và 2 vạn con ngựa thì do Mã Anh lãnh nhận. Trinh Man tướng Trần Tuấn đem quân trấn thủ đi theo. Các tướng nhà Minh đều đến để mà lạy tạ Lê Lợi rồi về. Cụ thể, ngày 12 tháng 12, Phương Chính, Mã Kỳ tới Dinh Bồ Đề cáo biệt Lê Lợi, ở lại suốt một buổi chiều. Lê Lợi sai sắm trâu ngựa, chướng vẽ và lễ phẩm hậu tạ. Ngày 17 tháng 12, Vương Thông dẫn quân bộ đi sau. Vương Thông cùng với Lê Lợi nói chuyện từ biệt suốt đêm rồi đi. Vua sai đưa trâu rượu, cờ thêu, chướng vẽ cùng các lễ vật tiễn chân rất hậu. Quân thủy bộ của ba thành Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh cùng lục tục rút tiếp. Từ đây, việc binh đao dập tắt khắp thiên hạ thái bình. Bài văn hội thề Đông Quan có một số đoạn ghi như sau: chúng tôi cùng nhau phát tự lòng thành, ước hẹn thề thốt với nhau. Từ sau khi lập lời thề này, quan tổng binh Thành Sơn Hầu là Vương Thông quả tự lòng thành, đúng theo lời bàn, đem quân về nước, không kể kéo dài năm tháng, đợi viện binh đến nơi, lại phải theo đúng sự lý trong bản tâu, đúng lời bàn trước mà làm. Trời đất thần kỳ cùng soi xét cho. Hiểu đơn giản, hội thề Đông Quan như một hiệp định hòa bình ngày nay. Tổng cộng 10 vạn quân Minh đã được hồi hương an toàn. Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo đã viết rằng: quân giặc các thành khốn đốn cởi giáp ra hàng, tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần vũ chẳng diệt hại, thể lòng trời mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc. Vương Thông, Mã Anh cấp cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng, ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghỉ sức. Chẳng những mưu kế kỳ diệu, cũng là chưa thấy xưa nay. Về phần vũ khí, nghĩa quân Lam Sơn lấy được số lượng vũ khí rất lớn của quân Minh. Nhờ số lượng vũ khí này và quan quân nhà Minh làm tù binh đã hướng dẫn cho nghĩa quân Lam Sơn sử dụng vũ khí, nên Lê Lợi đã dùng chính vũ khí của nhà Minh để đánh bại nhà Minh. Lượng vũ khí cũng như người nhà Minh còn ở lại Đại Việt sau khi quân Minh rút lui đã gây lo ngại lớn cho triều đình phương Bắc. Nhà Minh liên tục đòi Đại Việt trao trả một số quan binh và vũ khí. Về vũ khí, mặc dù chính thức thì bảo là đã trả hết, nhưng Đại Việt thực tế không trả lại món nào và cuối cùng triều Minh phải từ bỏ yêu sách. Về phần tổng binh Vương Thông, sau khi về đến kinh đô nhà Minh, Vương Thông bị triều thần luận tội chết, bị tống giam vào ngục và bị tịch thu hết tài sản. Nhưng một vài năm sau, Vương Thông được phóng thích làm dân thường. Đến khi Minh Đại Tông lên ngôi, Vương Thông được làm đô đốc thiêm sự, trấn giữ kinh thành. Sau này, Vương Thông chết giả. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.